một tác phẩm đình đám của điện ảnh Hoa ngữ. Tất cả các cô gái đều thích ảnh hết. Với sự tham gia của Mỹ Nam Cao Dĩ Tường. Sẽ được phát sóng lần đầu tiên tại Việt Nam. Vị này là anh Dương Lịch Xuyên, là CEO của GMF. Chào anh. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình sẽ lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Có lẽ anh sẽ không trở lại Thượng Hải được nữa. Mong em hãy quên anh. Đón xem Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên lúc 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.